Thằng cháu đích tôn. Không biết tình hình có ổn không nữa. Bác đang đợi con dâu sinh đấy ạ. À? À đúng rồi cô à. Ồ, con dâu bác sinh cháu thứ mấy rồi? Mới lại cháu đầu tiên thôi cô ạ. À. Con trai lấy vợ muộn, mới 38 tuổi mới lấy. Con dâu tôi 28 tuổi. Ồ ra thế, còn con nhà cháu thì lại lấy sớm quá. Cháu năm nay 50 tuổi, đang chờ đón cháu thứ ba rồi. Thế là tốt đấy cô à. Cứ như nhà tôi, mong mỏi mãi đến giờ mới được đứa cháu. Thủ tục lo xong hết rồi. Con mua thêm ít bánh, mẹ ăn lót dạ đi kẻo đói. Ừ, cảm ơn con. Chúc mừng gia đình. Cô ấy đã sinh một bé trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông. Ừ, tốt quá. Tạ ơn tổ tiên. Cuối cùng nhà mình cũng có cháu đích tôn nói giỏi rồi. Bà Miến đi chợ về đấy hả? Ờ, chào bà Liên. Hai bà cháu đi chơi đấy ạ? À? Vâng, tôi cho cháu đi chơi lanh quanh. Nó cứ ở nhà là cuồng chân không chịu được bà. Con gái mà nghịch như giặc vậy đó. Nghịch một tí cho nó khỏe à, bà ơi. Cháu nhà bà cũng được 4-5 tháng rồi ấy nhỉ? Nó vẫn ở nhà ngoại ạ? À? Vâng, nó vẫn ở bên ngoại bà ơi. Nhà ở đây chật hẹp mà lại xa chỗ làm. Bên nhà ngoại rộng rãi thoáng mát, nên con dâu xin để cháu bên đó cho cứng cáp hơn đã. Chúng nó đi làm cũng tiện hơn. Thế thằng Hiệu cũng ở bên đó luôn hả bà? Nó vẫn chạy qua chạy lại hai bên bà. Thế thì bà cũng nhàn nhỉ? Coi cháu mà chẳng phải trông nom. Cứ để cho bên ngoại chăm là được rồi. Nhưng mà tôi nói bà nghe, dù sao cũng là cháu nhà mình, để ở bên ngoại cũng không ổn đâu. Rồi sau này á, cháu mình nó chỉ một điều bà ngoại, hai điều bà ngoại thôi. Như nhà bà Pho đấy, cũng để cháu bên nhà ngoại lâu lâu là rồi cô con dâu cứ thế ở rịch luôn. Sao anh con trai rõ ràng có nhà mà thành như đi ở rể luôn vậy? Thế cơ ạ? Đấy, như con cháu nhà tôi nè, lúc đầu bà ngoại nó cũng xin cho ở bên đấy. Nhưng sao tôi không có đồng ý, nhất quyết phải lôi về. Bà ơi, đi thôi. Được rồi. Tôi nói chuyện thế thôi. Thôi, tôi đi trước bà nhé. Vâng, bà đi cẩn thận. Mẹ ạ, hôm nay bên nhà vợ con có việc bận đột xuất nên không đưa thằng bé qua được. Để tuần sau mẹ nhé. Lại bận? Có việc gì mà hay bận thế? Dạ, hôm nay nhà bác của vợ con sửa lại cái tum, con rành về xây dựng nên cũng qua giúp một tay mẹ ạ. À. Mở miệng ra là lo chuyện nhà bên vợ, con có còn nhớ đến cái nhà này nữa không thế? Mẹ giận đấy ạ. À. Con xin lỗi, để tuần sau con chắc chắn sẽ đưa thằng bé về chơi với mẹ nhé. Đúng là không thể để như thế này được. Con cháu của mình mà cứ như người ở đâu vậy? Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với các con. Vâng, có chuyện gì xin mẹ cứ nói ạ. À. Thằng bé Bin ở bên nhà ông bà cũng gần nửa năm rồi. Mẹ tính đã đến lúc cho thằng bé về đây. Không thể làm phiền ông bà mãi được. Dạ không có phiền gì đâu mẹ ơi. Ba mẹ con cũng rảnh rỗi mà. Cho cháu về đây, con sợ mẹ lại vất vả. Với lại ở bên đó bọn con đi làm cũng gần hơn nữa. Mẹ không có sợ vất vả. Thằng Bin là cháu nội của mẹ. Mẹ cũng muốn bế ẩm trong nom nó chứ. Nhưng mà từ lúc nó sinh ra đến giờ, các con cứ giữ rịch nó ở bên đó. Mẹ nhớ cháu mà chỉ được thấy nó chốc lát thôi. Mẹ à. Dạ, đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi mẹ ạ. Mẹ cũng thấy nhà mình nhỏ, lại ẩm thấp, không có lợi cho em bé. Bé Bin lại hay bị bệnh đường hô hấp nữa. Thế nào là không có lợi? Mẹ nuôi thằng Hiệu lớn lên trong chính ngôi nhà này. Nó vẫn khỏe mạnh chứ có làm sao đâu. Nhà thì có thế thôi. Các con nói là tạm thời là tạm đến bao giờ? Mà các con cứ bảo ở bên đó thoáng đãng, thế mà thằng Bin vẫn bị bệnh đấy thôi. Mẹ... Tóm lại, thằng Bin ở bên đó nửa năm rồi. Bây giờ phải đưa nó về đây ít nhất nửa năm đã rồi tính sao? Dạ, hai bà cháu đi dạo đấy hả? Ơi, chào bà Liên. Trộm vía kháo quá, giống buôn như đúc. Cảm ơn bà. Đấy, bà cho cháu về là đúng rồi. Cháu mình mà cứ để bên đấy mãi là không ổn đâu. Dạ đúng đây bà. Từ ngày có cháu về, nhà tôi vui hẳn lên.
con sắp về chưa? Đường đang tắc quá nên con chưa về được. Bé Bin sao rồi mẹ? Nó sốt cao lắm, không biết bị làm sao nữa. Sáng vẫn còn bình thường mà. Hay là mẹ đi taxi, đưa nó đi bệnh viện luôn. Mẹ đang cuốn mà đi một mình cũng không ổn. Mẹ lấy nước ấm lao qua người cho bé Bin đi. Tụi con sẽ cố gắng về nhanh, chứ không được bị sao đâu nha. Bà sợ lắm mẹ. Bé Bin sao rồi mẹ? Thằng bé bị sốt cao, có vẻ thở khó nhọc lắm con. Để con đưa nó đi bệnh viện, mẹ sẽ cùng đi với con. Bé bị viêm phổi, bây giờ đang giao mùa nên trẻ dễ bị mắc bệnh này. Bệnh này có nguy hiểm không bác sĩ? Gia đình đưa đi bệnh viện sớm nên cháu chưa bị nặng. Chỉ cần uống thuốc theo toa và chăm sóc đúng cách, cháu sẽ nhanh khỏi thôi à. Cảm ơn bác sĩ. Cần giữ nhà cửa thoáng đãng, tránh ẩm thấp, vì nơi ẩm thấp vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng, khiến bé dễ bị mắc bệnh về đường hô hấp. Vâng, chúng tôi rõ rồi thưa bác sĩ. Mẹ xin lỗi, chỉ vì mẹ ích kỷ ép các con đưa bé Bin về đây mới ra nông nổi. Nhà này ngày càng xuống cấp, vừa nhỏ vừa ẩm ướt, đúng là không thể cho trẻ nhỏ ở được. Mẹ, chúng con cũng có lỗi, chúng con vô tâm quá. Mẹ rất nhớ cháu mà chúng con không để ý tới cảm giác của mẹ. Mẹ, con từng nói ở bên nhà vợ con là giải pháp tạm thời, vì tụi con đang dành dụm tiền để mua nhà mới rộng rãi hơn. Đến hôm nay đã có quyết định rồi mẹ ạ. Vậy sao các con không nói gì? Vì lúc đó mọi giấy tờ thủ tục còn dang dở. Bọn con muốn mọi việc chắc chắn rồi mới nói với mẹ. Bọn con muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ. Cảm ơn các con. Các con vất vả nhiều quá. Vậy mà mẹ... Mọi việc qua rồi mẹ ạ. Bây giờ chúng con xin phép cho bé Bin sang nhà ngoại ít hôm. Đợi dọn sang nhà mới xong rồi thì đón bé Bin về. Mẹ thấy được không ạ? Được, mẹ nhất trí. Hai cô con dâu. Dạ, vợ chồng con có món quà tặng mẹ. Con chúc mẹ sống lâu trăm tuổi và sống hạnh phúc cùng con cháu ạ. Quà to thế. Mẹ mở ra đi ạ. Con không biết là mẹ có thích không. Ôi, đẹp quá. Dầu thư của mẹ đúng là có con mắt tinh tường. Chọn đồ gì cho mẹ cũng đều đẹp hết, mà lại toàn đồ hiệu nữa chứ. Miễn là mẹ thích, cái gì con cũng mua tặng mẹ hết ạ. Dạ, tụi con cũng có món quà nhỏ tặng sinh nhật mẹ ạ. Dạ, chiếc khăn này tự tay con đan từ lâu mẹ ạ. Con muốn tặng mẹ để dịp đông sắp tới mẹ quàng cho ấm ạ. Mẹ thử quàng vào cổ xem có hợp không ạ. Được rồi, cứ để đó. Để lúc nào mẹ quàng, mẹ ra đằng kia chào mấy người bạn đã nha. Để con đi với mẹ ạ. Con không sao chứ, con đừng trách mẹ con nha. Ngoài miệng thế thôi, nhưng trong lòng bà ấy cũng tốt lắm. Dạ, không sao đâu ba. Con không trách gì mẹ đâu ạ. Ba đừng lo, hôm nay là ngày vui của mẹ mà. Bà lạ thật đi, tối nào cũng dở sổ tiết kiệm ra xem làm gì. Thì tôi muốn xem thành quả cả đời này của mình để ra được bao nhiêu. Nói thiệt chứ, có mệt mỏi cỡ nào, khi nhìn thấy mấy cuốn sổ tiết kiệm này là tôi lại tươi tỉnh ngay. À, mà tôi nghe thằng cả nó nói với vợ nó đang định mở rộng kinh doanh đấy. Bà xem thế nào, cho con ít tiền gọi là ủng hộ tinh thần con. Không được, ông nghĩ lại đi. Từ trước đến nay trong hai con dâu, dâu thứ và dâu cả, ai đối tốt với mình? Dâu thứ thì đi đâu cũng mang về bao đồ, cao lương mỹ vị, hải sản. Trong khi dâu cả thì sao? Khi thì tặng mẹ cái áo mua ngoài chợ, sinh nhật mẹ thì tặng cái khăn len tự đan, thức ăn thì toàn nấu mang sang. Vợ chồng thằng cả có khi nào mời mẹ đi ăn nhà hàng được lần nào đâu. Bà la thật đấy, chúng không có điều kiện, nhưng chúng sống tình cảm hơn vợ chồng thằng hai nhiều. Cái tình cảm nó phải thể hiện ra thế nào chứ? Nói không như thế ai tin được. Bà nhà đột quỵ, mà gia đình phát hiện muộn quá, nên bà bị liệt nửa người, tạm thời bà không đi lại được. Nhưng nếu chăm chỉ luyện tập, thì bà nhà vẫn có cơ hội phục hồi đấy ạ. Bà ơi, bà mau khỏe lại nha.
tôi với bà còn nhiều dự định nữa mà. Ba để con lau người cho mẹ. Ba đi nghỉ đi cho đỡ mệt. Đã mấy ngày nay ba lo lắng nhiều rồi. Cảm ơn con vì mấy ngày nay luôn ở bên mẹ, chăm sóc cho bà ấy. Nếu không có con, ba không biết phải làm gì nữa. Ba đừng nói vậy. Phận làm con phải phụng dưỡng và chăm sóc cha mẹ những lúc như vậy chứ. Vợ chồng con thì tất bật ngược xuôi lo cho cha mẹ như vậy. Trong khi vợ chồng thằng hai thì đến bệnh viện thăm mẹ có một lần, rồi mất tâm mất tích. Chắc vợ chồng cô chú ấy bận nhiều việc ấy ba. Bận đến mấy thì bận chứ. Đấy, nhiệm vụ của chị mỗi ngày chỉ có thế thôi. Cố mà làm cho tốt, không tôi thay người khác đấy. Mẹ, mẹ có đau không ạ? Không sao. Cô là... Vì em không có nhiều thời gian đến chăm mẹ, nên em thuê người đến phụ. Thế cũng được mà. Nếu em bận thì còn có chị đây. Chị sẽ tự chăm sóc cho mẹ được. Đâu cần phải thuê người ngoài. Chắc mẹ cũng không quen đâu em mà. Đấy là chị muốn thế đó nhé. Không phải em là người vô trách nhiệm đâu đấy. Về thôi chị. Bà la thật đấy. Chúng không có điều kiện, nhưng chúng sống tình cảm hơn vợ chồng thằng hai nhiều. Những ngày ốm nằm liệt mới có thời gian lắng lại, suy nghĩ ông à. May mà tôi cũng hồi phục nhanh, không phải nằm quá lâu. Đúng vậy, thật may là thời gian vừa qua có con dâu cả chăm sóc bà như mẹ đẻ. Bà khỏe được thế này cũng nhờ có nó cả đấy. Đúng vậy, dâu cả nó là người tốt ông ạ. Mặc dù trước đó tôi đối xử với nó không hề tốt, nhưng con dâu vẫn tôn trọng và yêu quý, chăm sóc tôi như vậy. Trước đây tôi thật đáng trách ông nhỉ. Bà hiểu ra như vậy là tốt rồi. Ở đời quan trọng nhất là cái tình bà ạ. Bài học cuối cùng của mẹ. Tôi biết ông đang có một gia đình hạnh phúc, nhưng Vũ đó là con ông. Ông phải có trách nhiệm lo cho nó. Vũ nó giống ông, thông minh lại ngoan ngoãn. Nó lúc nào cũng mong ngóng được gặp ông. Mẹ, mẹ nói gì thế? Bao năm nay chúng ta vẫn ổn mà. Sao tự nhiên mẹ lại liên lạc với ông ta? Mẹ làm mọi chuyện cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Dù gì con vẫn cần một người bố. Nếu mẹ nghĩ Quỷ Lụy một kẻ như ông ta là tốt cho con thì con không cần. Chắc điều hối tiếc nhất đời mẹ là đã để con tự do làm những gì con muốn. Cô giáo đã gọi điện cho mẹ. Con đã lên lớp 11 rồi mà học hành chểnh mảng, không có một suy nghĩ gì cho tương lai. Nếu mẹ thương con thì không nên bắt con làm điều con không muốn, dù là học hành hay việc hòa thuận với ông ta. Hãy học cách tha thứ cho ông ấy. Con có thể bắt đầu với việc viết cho ông ấy vài dòng hỏi thăm. Dần dần hai bố con sẽ thân thiết hơn. Nếu thích thì mẹ tự đi mà làm. Con không muốn. Con... Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ làm sao thế này? Bệnh tim của mẹ cháu vốn đã không được khả quan cho lắm, nhưng bà ấy nói muốn lo liệu xong xuôi cho cháu rồi mới yên tâm nhập viện. Thì ra đây là lý do bỗng nhiên mẹ muốn mình hòa thuận với ông ta. Không ngờ bệnh tình lại chuyển biến xấu nhanh như vậy. Bác thực sự rất tiếc, nhưng cháu và gia đình cần chuẩn bị tinh thần. Bác đừng nói gỡ, mẹ cháu sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Hôm nay cô giáo và tụi bạn đều tròn mắt kinh ngạc khi con đứng lên phát biểu. Mẹ phải thấy vẻ mặt của lớp trưởng khi con lại hỏi bài nó. Nhìn mắt cười lắm. Con sẽ làm tất cả những điều mẹ muốn. Nên mẹ tỉnh lại đi. Hôm qua con định viết thư cho ông ta vì đó là điều mẹ muốn, nhưng con không biết viết thế nào cả. Mẹ có thể tỉnh lại chỉ cho con được không?
Chính mắt cháu đã thấy ngón trỏ của mẹ cử động. Có phải mẹ cháu đã khỏe lên? Có phải mẹ cháu sắp tỉnh lại không ạ? À? Thời gian qua, thằng bé đã cố gắng làm mọi việc để mẹ tỉnh lại. Mình phải làm gì đây? Bác không biết chuyện này là thế nào, nhưng có vẻ những việc cháu làm sẽ khiến mẹ cháu có vài chuyển biến tốt. Hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Lẽ nào chuyện mình viết thư lại khiến mẹ mừng đến vậy? Mẹ thấy bức thư này thế nào? Con đã viết cả tối qua mới được ngần ấy đấy. Sao mẹ không có phản ứng gì? Có phải bức thư này con viết hời hợt quá nên mẹ không vui không ạ? Cậu có cần giúp gì không? Tôi có nghe qua chuyện của mẹ cậu. Thật ra cậu có thể viết hộ tôi một lá thư thật hay không, để giúp mẹ tôi tỉnh lại? Được chứ, chuyện đó có gì đâu, mình sẽ giúp cậu. Lời cuối thư: con hy vọng có thể sớm được gặp bố, con của bố, Vũ. Mẹ thấy thế nào? Tình cảm quá phải không? Con đã viết nó đấy. Con phải làm gì mẹ mới chịu tỉnh lại đây? Cháu đây rồi, bác đang định gọi. Mẹ cháu chuẩn bị phải phẫu thuật, tình hình đang vô cùng nguy kịch. Cháu nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đi. Mẹ phải gắng gượng vì con, nếu không có mẹ, con biết phải sống thế nào. Nhất định mẹ sẽ không sao. Mẹ còn phải đọc bức thư con viết cho ông ấy nữa chứ. Con hứa, lần này con sẽ viết thật hay. Còn với bố, hãy học cách tha thứ cho ông ấy. Con có thể bắt đầu với việc viết cho ông ấy vài dòng hỏi thăm. Dần dần, hai bố con sẽ thân thiết hơn. Thư gửi bố, bố khỏe không? Tuổi thơ trong con là những lúc tan trường không có bố đón đưa. Những việc nặng nhọc trong nhà mẹ đều là người gánh vác. Con rất muốn thấy bố mỗi bữa cơm, muốn bố xử phạt mỗi lần phạm lỗi, muốn cùng bố trải qua những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Quá khứ là không thể thay đổi, và điều duy nhất có thể làm là bỏ qua. Con đã học được điều đó từ mẹ mình, vì thế con sẽ không thù ghét bố nữa. Khi con viết bức thư này, mẹ vẫn đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Nhiều năm sau, nếu mẹ biết con đã khôn lớn, trưởng thành, giỏi giang như bây giờ, chắc bà ấy sẽ tự hào lắm. Thôi, để bố thắp cho mẹ con nén hương. Bà xem này, con nó đã khôn lớn rồi đấy. Trước kia, vì muốn mẹ tỉnh lại, con đã nỗ lực làm những điều mẹ muốn. Giờ trưởng thành rồi, con mới thật sự hiểu điều đó đúng đắn thế nào. Con cảm ơn mẹ về bài học cuối cùng đó. Bố ơi, mình về thôi, trời lạnh rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.